Giờ tiếp tục là cái trò Saiyan War này ha các bạn. Đây là tiền thủ. Yeah, ok, mình có 800. Đấy. Thì được 8.000 mấy bạn chưa, nhưng mà vẫn chưa có mua được cái gì đâu. Đấy, chỉ được bán nhiêu đấy thôi à. Mà biết sao nữa. Thôi chơi con này đi chờ. Hmm.